chào các bạn. Đây là cái trận đấu mà thứ hai mùa giải đối với đội thành phố Đức. Chúng tôi đang có một trận đấu đầu tiên với Bali. Để một trận đấu có sân khách với xe đất, một trận đấu khó khăn với chúng tôi nên sắp đến. Xin chào tất cả mọi người. Như huấn luyện viên trưởng chúng tôi đã chia sẻ thì đây là trận đấu thứ hai của Thanh Hồng Ninh và hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng mà tôi hy vọng hai đội sẽ trình diễn cho khán giả thì bóng đá đẹp. So that is strong team in many years go to AFC Cup. So we try with my best for the game. We saw good players like goalkeeper Müller, captain number 12, Sora, and Schalke, Lovett, he's a good player. I think tomorrow game is a difficult game for us. Như tìm hiểu của đội Thanh Hồng Ninh chúng tôi thì được biết cầu thủ của Sret Negros gồm rất là nhiều tuyển thủ Philippines, và tôi ấn tượng với cầu thủ Stephen Strong, một cầu thủ có quốc tịch gốc Đức. Và anh này thi đấu rất là hay và được xem là cái ngòi nổ của câu lạc bộ Select Negros. Nhưng đội Thanh Hồng Ninh chúng tôi đã có những cái phương án chuẩn bị để có thể hứa hẹn là ngày mai sẽ là một trận đấu rất là hay của hai đội. Chúng tôi đã có một trận thua ở trong bảng đấu, ngày mai là trận khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ phải hòa thắng hoặc hòa cho ngày mai thì chúng tôi có cơ hội ở lượt về trong bảng đấu này. Với một đội bóng mạnh như Select đã từng nhiều năm tham dự AFC Cup, nhưng tuy nhiên chúng tôi phải chuẩn bị rất là kỹ trận đấu. Chúng tôi nhắc lại là chúng tôi đến đây để tìm một trận thắng, một trận hòa để có cơ hội để được về tăng trọng đủ sức lọt vào vòng trong. Phan Gan là một cầu thủ tốt của đội bóng. Tuy nhiên đó là chúng tôi đã chuẩn bị trước cái phương án để thấy Phan Gan, và tôi có một tiền đạo cũng tương đương với Phan Gan ở trong vị trí này, và tôi sử dụng cầu thủ nổi đá trong đó là thấy Phan Gan. Sau thất bại đáng tiếc trước Bali United ở lượt đấu đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2020, câu lạc bộ bóng đá Thanh Quảng Ninh đã rút ra cho mình những kinh nghiệm sâu sắc để chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo. Và tại lượt thi đấu thứ hai, đối thủ của đội bóng đất mỏ sẽ là một cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam, Sret Negros. Trở về từ Indonesia sau ngày ra quân không như ý, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ có một ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập luyện. Quãng nghỉ dài của V-League giúp cho các cầu thủ Thanh Quảng Ninh có thêm thời gian để phục hồi thể lực cũng như tập trung cho lượt trận tiếp theo tại AFC Cup. Đến thời điểm hiện tại, rất may rằng đội bóng đất mỏ không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong trận đấu tới có lẽ là Andre Fagan, người đã phải nhận thẻ đỏ có phần nặng tay trong trận thua trước Bali United ngày 11 tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, Sret Negros không phải là một cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Họ chính là đội bóng đã bị Hà Nội FC đánh bại sau hai lượt trận bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Ở vòng bảng mùa giải năm ngoái, đội bóng đến từ Philippines cũng đã để thua Bình Dương ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Sret Negros đang có sự hưng phấn nhất định sau khi giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Sverdrup trong ngày ra quân tại AFC Cup 2020. Chắc chắn kinh nghiệm của thầy trò huấn luyện viên Vidakovic tại đấu trường châu Á là điều khiến cho Thanh Hồng Ninh phải dè chừng. Người Sret Philippines là đội nhiều năm tham dự AFC Cup, đội rất nhiều cầu thủ ngoại trong cái đội hình của họ và nhiều cầu thủ của quốc gia, thì đây cũng cũng có thể nói là mạnh nhất ở trong bảng đấu bây giờ. Thì với đội Thanh Quảng Ninh thì vừa qua đã có không may mắn ngay trận đầu tiên thì chúng tôi đã bị thua các bạn một trận, mà trận đấu này thì cũng gặp không may mắn là mất đường quá sớm. Với trong cái đội hình bên người thì có thể khó mà giữ được cái quả trên môn như ý được. Nhưng trận xác định Bali và sẽ rất là hai đội đối thủ của Thanh Quảng Ninh, và cái vượt qua một trong hai đội này thì mới có khả năng là đi tiếp được. Thì trận với sắp đến đây là một trận quan trọng với đội của Thanh Quảng Ninh. Tôi sẽ quyết tâm giành điểm ở trận đấu này để có cái giành cái thế của mình để lượt về đá trên sân nhà. Thanh Quảng Ninh và Sret Negros chưa từng đối đầu nhau trong quá khứ. Phong độ ở thời điểm hiện tại của cả hai đội bóng đều đang có sự ổn định. Đội bóng đất mỏ đã có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận đấu chính thức gần nhất. Trong khi đó, đoàn quân đến từ Philippines đang thể hiện đôi màn khá ấn tượng với 4 chiến thắng và chỉ 1 trận thua duy nhất trước câu lạc bộ Tokyo tại vòng loại AFC Champions League 2020.
cặp tiền đạo biên Vimaranon và Poteria là hai cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của Serret Negros ở chiến thắng gần nhất trong ngày ra quân tại AFC Cup 2020. Ngoại binh biên Vimaranon đã ghi được 4 bàn thắng, trong khi đó tiền đạo sinh năm 1994 Poteria cũng có cho mình một cú đúp kiến tạo. Ở chiều ngược lại, Zemelin sẽ là đầu tàu trên hàng công của Thang Cổng Ninh với 9 bàn thắng ghi được tại V-League 2019. Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng đất mỏ, mặc dù thiếu vắng đối tác Andre Fagan từ rất sớm, nhưng anh cũng đã kịp ghi một bàn thắng sau pha xử lý đầy táo bạo. Chắc chắn Nghiêm Xuân Tú, Hà Huy cùng các đồng đội sẽ rất muốn có một kết quả tốt sau ngày ra quân không như ý. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Philippines Football League sẽ tiếp đà hưng phấn để giành chọn 3 điểm ngay trên sân nhà. Chiến thắng chắc chắn là mục tiêu tối thượng, nhưng sẽ chỉ dành cho đội bóng nào bản lĩnh hơn. Cuộc đối đầu giữa Thang Cổng Ninh và Serret Negros sẽ diễn ra vào 18:30 ngày 25 tới đây trên sân vận động Rizzo Memorial Football. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.